quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động là cách thể hiện sự chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người sử dụng lao động nhằm nâng cao năng suất lao động, đóng góp trực tiếp vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện thực hóa nghị quyết 7C của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chất lượng bữa ăn ca của người lao động. Thời gian qua, cùng với sự quan tâm của các cấp công đoàn, nhiều doanh nghiệp ở Hà Nam đã chú trọng hơn đến bữa ăn ca cho người lao động, làm cho người lao động thấy yên tâm, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam, khu công nghiệp Đồng Văn 2, một doanh nghiệp có tiếng trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và con giống. Ngoài dây chuyền sản xuất hiện đại, công ty đang sở hữu một đội ngũ nhân lực trên 200 nhân viên giàu nhiệt huyết. Không chỉ được làm việc trong môi trường đảm bảo an toàn, được hưởng các chế độ lương thưởng đúng quy định, đúng thỏa thuận, những công nhân ở đây còn được chăm lo tới từng bữa ăn ca đầy đủ, dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi suất cơm cho công nhân như thế này trị giá 40.000 đồng. Người lao động công ty cổ phần Greenfeed luôn cảm thấy hài lòng và yên tâm để làm việc và cống hiến. Đối với em thì suất ăn 40.000 như thế này là quá đầy đủ, hợp lý ạ. Dạ. Em thấy là so với mặt bằng chung của khu công nghiệp là ok rồi ạ, rất là ok đấy ạ. Cái đảm bảo cái đời sống, sức khỏe cho anh chị em là một cái điều cần thiết để mọi người lao động hăng say, gắn kết hơn với công ty. Và cái suất ăn 40.000 một suất là chúng tôi đã áp dụng là hơn một năm nay, và nó được thường xuyên thay đổi để mọi người cảm thấy no, ngon và hấp dẫn qua những cái thực đơn mà bộ phận hành chính, nguồn nhân lực và công đoàn đã làm việc với nhà cung cấp để đảm bảo anh chị em là có sức khỏe tốt và lao động tốt. Còn đây là bữa ăn ca của người lao động công ty trách nhiệm hữu hạn Dream Printing and Packaging, khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý. 22.000 đồng một suất ăn. Thực đơn được thay đổi liên tục, không gây nhàm chán. Hầu hết, những người hưởng thụ suất cơm này đều rất hài lòng và vui vẻ. Để đáp ứng yêu cầu và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, công ty đã đầu tư bếp ăn tập thể, lựa chọn đơn vị cung ứng suất ăn đủ điều kiện và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đội ngũ nhân viên nhà bếp được tập huấn kỹ thuật, chế biến món ăn và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bữa ăn đây thì đa dạng món và đầy đủ dinh dưỡng ạ. Hiện nay công ty đang cải tiến bữa ăn là 22.000 một suất. Thì với 22.000 đấy tôi cũng nghĩ là nó sẽ đảm bảo được tất cả đủ dinh dưỡng cho mọi người trong bữa ăn. Và ngoài ra công đoàn công ty chúng tôi còn liên kết với ban lãnh đạo công ty để thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm lao động cho công nhân viên. Bữa ăn ca thực sự quan trọng đối với công nhân làm việc tập trung tại các nhà máy xí nghiệp, bởi nó không chỉ cung cấp năng lượng tái tạo sức khỏe để sản xuất, mà còn thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp, của công đoàn đối với người lao động. Theo kết luận số 03 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn, tiếp tục thực hiện nghị quyết số 7C của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chất lượng bữa ăn ca, quy định mức thấp nhất của bữa ăn ca cho công nhân là 18.000 đồng một bữa. Khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca có giá trị cao hơn. Công đoàn các cấp trong tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức đối thoại thương lượng, giám sát chất lượng bữa ăn ca. Đồng thời thực hiện đối thoại thương lượng với người sử dụng lao động về chất lượng bữa ăn ca nhằm bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn khu công nghiệp thường xuyên đi khảo sát và ăn ca cùng với công nhân lao động để nắm tình hình chất lượng bữa ăn thực tế tại doanh nghiệp. Chúng tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn Oliver, là chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp. Và bên chúng tôi thì là hàng tháng, hàng quý là đều cho nhân viên là đi đến chi cục an toàn thực phẩm để tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm. Kèm theo đó là hàng tuần thì là trên văn phòng cũng có những cái nhân viên mà
các quản lý là đều được đào tạo những kiến thức đấy và xuống lại training thêm cho mọi người nữa để là đảm bảo là tất cả mọi người là đều nắm rõ thông tin về các kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên công ty chúng tôi thì là có những cái nhà cung cấp thực phẩm, người ta đều có cam kết là khi mà cung cấp thực phẩm vào trong bếp ăn thì là đều được kiểm định chất lượng và người ta đều có đăng ký sản xuất kinh doanh hết, nên là chúng tôi cũng có một đội ngũ chuyên phòng mua hàng là chuyên đi kiểm tra những nhà cung cấp đấy để làm sao mà thực phẩm khi mà đưa đến tay đến cán bộ công nhân viên khi chế biến xong thì là sẽ đảm bảo chất lượng đến mức cao nhất. Về phía các cấp công đoàn cơ sở cũng như là các cấp công đoàn thì cũng đã nhận được những cái phản hồi rất là tích cực của người lao động về cái chất lượng của bữa ăn ca, và cũng người lao động thì cũng đã, các công đoàn cơ sở cũng như là người các công đoàn cơ sở cũng đã tổ chức cái đánh giá cái mức độ hài lòng của người lao động về cái bữa ăn ca, người lao động có thể góp ý và đề xuất những cái nguyện vọng của mình về bữa ăn ca, và người lao động cũng cảm thấy rất là phấn khởi. Hiện nay ở Hà Nam, chất lượng bữa ăn ca đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra khi 65% doanh nghiệp trong khu công nghiệp có mức ăn ca đạt từ 22.000 đồng một suất trở lên. Nhiều doanh nghiệp có định mức ăn cao hơn 30.000 đồng một suất, như là công ty cổ phần dinh dưỡng Hồng Hà, công ty trách nhiệm hữu hạn Abreto Việt Nam, công ty cổ phần Greenfit Việt Nam chi nhánh Hà Nam. Điều đáng quan tâm là ngoài các chế độ được quy định, người lao động tại các doanh nghiệp được hỗ trợ tiền ăn tăng ca, ăn bữa tăng ca như bữa chính. Chất lượng bữa ăn ca giờ đây đã là một trong những nội dung quan trọng để công đoàn cơ sở thương lượng đưa vào thỏa ước lao động tập thể. Tuy nhiên, sự suy thoái về kinh tế sau đại dịch COVID-19 và ảnh hưởng của những vấn đề xung đột vũ trang trên thế giới đã làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn. Vì thế, không ít doanh nghiệp đã gặp khó trong việc tổ chức và thực hiện bữa ăn ca cho công nhân theo yêu cầu, tiêu chuẩn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Dù vậy thì về lâu dài, để đảm bảo năng suất lao động, duy trì mối quan hệ hài hòa, tiến bộ giữa người sử dụng lao động và người lao động, thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh bền vững cho doanh nghiệp, bữa ăn ca cho công nhân cần phải được quan tâm hơn, chú trọng hơn, cả về chất và lượng trên cơ sở, căn cứ vào các yếu tố đặc thù nghề nghiệp và thời gian lao động.